Thưa quý vị, trưa 31 tháng 7 năm 2024, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên cho biết, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã có thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Đại Dũng, 52 tuổi, thường trú thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về hành vi đánh bạc, quy định tại khoản 2, điều 321 Bộ luật hình sự. Thời điểm bị bắt, ông Dũng là nhân viên của một công ty. Ông Dũng đang bị tạm giam tại trại tạm giam B14 Bộ Công an. Ông Hồ Đại Dũng, 52 tuổi, quê tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, ông Dũng từng làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, Bí thư huyện ủy Lâm Thao tại tỉnh Phú Thọ. Gần đây, ông Hồ Đại Dũng có đơn gửi Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ xin chuyển công việc và xin thôi các chức vụ lãnh đạo, quản lý, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo nguyện vọng cá nhân và gia đình. Sáng 10 tháng 7, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 19, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết tán thành và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Đại Dũng. Ngày 19 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Đại Dũng. Dòng thác đục ngầu đổ dữ dội. Lực lượng cứu hộ cứu nạn bơi giữa lòng hồ đầy củi rác với hy vọng tìm kiếm người mất tích. Những ngày qua, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng do mưa lũ gây ra. Tại Điện Biên, trong hai ngày 29-30 tháng 7 năm 2024, đã có hai người thiệt mạng vì sạt lở và lũ cuốn trôi, hàng chục ngôi nhà bị sạt lở ngập lụt và phải di chuyển khẩn cấp. Thiệt hại hàng chục hecta lúa, hoa màu, cây trồng lâu năm, nhiều công trình giao thông bị sạt lở, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho hay, trong ngày 31 tháng 7, nhiều nơi vẫn có mưa lớn, đã có thiệt hại về người. Việc cứu hộ cứu nạn được các lực lượng thực hiện rất khẩn trương. Tuy nhiên, do địa hình bị chia cắt, nhiều bản bị cô lập trong khi lượng bùn đất đá từ trên núi vẫn tiếp tục theo dòng nước tràn về, khiến công tác tìm kiếm người mất tích gặp rất nhiều khó khăn. Vì không thể dùng thuyền cứu hộ, các cán bộ chiến sĩ đã phải bơi giữa lòng hồ ken đặc rác, củi, bùn đất, bới từng gốc cây, lật từng tảng đá để tìm kiếm các nạn nhân và dầm mình trong mưa lũ để cứu tài sản cho nhân dân. Tại Sơn La, mưa lũ đã làm hơn 10 người chết, nhiều người mất tích và gây thiệt hại nặng về tài sản. Chiều ngày 31 tháng 7, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát, Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Sơn La và các lực lượng liên quan đã tìm thấy thi thể bé gái 12 tuổi ở bản Tậu Khấm, xã Pá Ma Pha Kinh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La sau 3 ngày bị lũ cuốn trôi. Trước đó, hơn 10 giờ ngày 29 tháng 7, bé gái ra đồng cấy cho mẹ, thấy mưa bé gái chạy về nhà nhưng khi qua suối thì bị lũ đổ về cuốn trôi. Nhận thông tin, Công an tỉnh Sơn La đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ và 2 xe cứu nạn cứu hộ, một xuồng máy cùng các lực lượng khác tìm kiếm bé gái. Trưa ngày 31 tháng 7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái tại hồ nước Bản Ái ở xã Trường Ơn, huyện Quỳnh Nhai và đã bàn giao cho gia đình tổ chức an táng. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ trong các bản tin sau. Đi làm, tháng nào lãnh lương ra là hết sạch, mà sơ hở cái là chữa lành. Sao nghèo mà hay tổn thương quá. Chữa lành chỉ dành cho người giàu, còn người nghèo thì cắn răng mà chịu đựng. Lương 5 triệu một tháng mà suốt ngày đòi đi chữa lành. Chữa lành hay là ít giữ nhiều? Sẽ chẳng khó để bắt gặp những câu nói có phần sát thương này trên mạng xã hội, thậm chí là ngoài đời thường. Xét ở một khía cạnh nào đó, có thể là câu nói đùa, nhưng lại phản ánh thực trạng về nhu cầu chữa lành trong xã hội hiện nay. Khi mà tôi đọc câu đó thì tôi hiểu đó là một cái thực tế. Một cái thực tiễn rằng khi chúng ta có thể tạm ổn về vấn đề tài chính thì chúng ta mới có thực sự quan tâm tới vấn đề sức khỏe tinh thần. Điều thứ hai nữa là quả thật, cho tới nay nếu điều trị tâm lý mà tốt nhất vẫn là vấn đề tham vấn cá nhân. Nhưng mà ca tham vấn cá nhân theo tôi biết thì ở Việt Nam chẳng hạn thì rẻ nhất cũng phải là 500 ngàn. Thì không phải các bạn trẻ với lương một tháng 5-6 triệu, 7-8 triệu có thể dễ dàng để đi tham vấn. Đầu tiên chúng ta phải kể đến một cái thế giới digital mà các bạn và những cái phương tiện truyền thông xã hội khiến cho các bạn ấy không phải chỉ tương tác với những người bạn xung quanh mình mà còn phải tương tác với cả thế giới ở ngoài kia.
với những cái so sánh, với những luồng tư tưởng, những cái nhận thức đánh giá khác nhau, nó quả là một cái sự thách thức đối với nhận thức của các bạn. Điều thứ hai là cái việc sự nghiên cứu cũng cho thấy là cái việc sử dụng smartphone, điện thoại thông minh v.v. cũng sẽ khiến cho cái nguy cơ bị trầm cảm nó tăng lên. Thứ ba nữa đó là những cái áp lực của một cái xã hội tiến rất nhanh như cái việc phát triển AI, nó mang đến cái thách thức về công ăn việc làm, học hành cho tất cả các bạn. Chúng ta thường hay có một cái giả định rằng các thế hệ trước đó không có những cái vấn đề sức khỏe tinh thần. Nhưng mà chúng ta hãy thử tìm hiểu đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng những thế hệ trước cũng phải đối mặt với những cái vấn đề như đói nghèo, vấn đề xa cách cha mẹ không thông hiểu, hay là cách do cách biệt về tuổi tác, cách biệt về quan niệm. Và đặc biệt nữa là cái thế hệ trước còn phải trải qua những cái chiến tranh hay là dư chấn của chiến tranh. Có thể năng lực của thế hệ trước là năng lực đè nén những cái khó khăn đó, những cái cảm xúc bất ưng đó, và nó dẫn đến những cái hậu quả khác trong cuộc sống, như là luôn luôn căng thẳng, như là những cái đổ vỡ trong hôn nhân, gia đình, như là bạo hành đối với con cái. Người trẻ có khả năng nhận biết các vấn đề tâm lý của bản thân tốt hơn so với các thế hệ khác. Điều đó cũng khiến cho khái niệm chữa lành trở nên phổ biến và đang trở thành trend. Chữa lành hiện diện khắp mọi nơi, từ trên mạng đến ngoài đời thật, nhằm xoa dịu về tâm lý, giảm bớt những tổn thương, loại bỏ suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, đi kèm đó là rất nhiều luồng tranh cãi. Thì chúng ta cũng công nhận là cái từ chữa lành đó đã bị lạm dụng khá nhiều, để khiến bây giờ cũng có quán nhậu chữa lành và những hình thức chữa lành khác. Có một số người khác cũng dùng những, với thiếu những cái kiến thức về khoa học tâm lý, khoa học tham vấn, nhưng mà vẫn tổ chức những cái chương trình hay là những cái dịch vụ chữa lành để lấy tiền. Thì hiện tượng đó chúng ta cần cảnh giác. Nhưng mà thành ngữ tiếng Anh có câu là "Don't throw the baby out with the bathwater", có nghĩa rằng không nên ném cái đứa trẻ mới tắm xong cùng với nước tắm nó. Cho nên không vì chúng ta thấy hiện tượng chữa lành đang bị sai lạc mà chúng ta phủ nhận ngay cái nhu cầu chữa lành của những người khác. Còn khi nói chữa lành thì thực sự nó không phải là một cái biện pháp thuần túy dành cho những cảm xúc bất ưng, mà nó dành cho những bạn đã gặp những cái chấn thương trong quá khứ. Thì cái hành trình đầu tiên vẫn là hành trình nhận biết mình đang có những cái khó khăn gì. Nhưng cái biện pháp rốt ráo nhất vẫn phải là tìm kiếm những cái chuyên gia được đào tạo bài bản và có tri thức cũng như trải nghiệm trong cái vấn đề giải quyết những vấn đề chấn thương. Còn nếu mà các bạn chỉ có những cái cảm xúc bất ưng, tâm trạng bất ưng, và điều đó rất là thường xảy ra cho tất cả mọi người trong cuộc sống, thì hãy can đảm để ngồi xuống để đón nhận cái cảm xúc bất ưng đó, làm xoa dịu, điều hòa cái cảm xúc đó, nhận diện được mình có những cái quan niệm nào, quan niệm cứng nhắc hoặc sai lạc nào, mong muốn bắt mình phải cần nên cố, cũng như bắt người khác hay thế giới phải cần nên cố, mà khiến cho mình có những cái cảm xúc bất ưng đó. Bằng cách làm việc với chính tâm thức của mình, tôi tin tưởng rằng các bạn có thể hóa giải được những cái vấn đề đó.